Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV trên YouTube. Và em rất vui lại được đồng hành với quý vị và các bạn trong cái video ngắn ngày hôm nay. Như vậy là hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của năm mới rồi. Ngày mai quý vị và các bạn sẽ có một buổi đi làm đầu tiên. Em xin kính chúc toàn thể quý khán giả yêu mến các thiết bị mang thương hiệu Made in Jabang trên mọi miền Tổ quốc sẽ có một năm rất thành công trong công việc. Vâng. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và quay trở lại với các diễn biến trong video ngày hôm nay thì em có hai cái sản phẩm chủ đạo mà em đang review và giới thiệu đến toàn thể quý khán giả trên kênh cũng như quý khán giả yêu mến các thiết bị mang thương hiệu Made in Jabang trên mọi miền Tổ quốc. Đó là cặp loa Pioneer CS616 và cái âm ly của hãng Đà Lông PMA 2035 mã quý vị nhé. Và trước khi đi vào phần báo giá các sản phẩm về đến tận tay cho quý anh chị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi video, xin vui lòng hãy cho em một lượt like. Quý anh chị và các bạn lần đầu tiên theo dõi video của em, xin vui lòng hãy cho em một lượt đăng ký. Sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và ở những góc quay đầu tiên thì quý vị và các bạn cũng thấy được là cái ê căng của cặp loa CS616 này rất là mới. Nó không có hiện tượng bị sần sùi và không có hiện tượng bị thủng quý vị nhé. Cặp loa này thì em xin bao cho quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản 100%. Đặc biệt là cặp loa này chưa được động chạm những con ốc con vít quý vị nhé. Và em khẳng định với quý vị và các bạn cặp loa này nó còn nguyên bản 100%. Và cặp loa này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 16 triệu em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Và với mức giá là 14 triệu là em sẽ đóng đường biển về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy tập trung vào màn hình để quan sát tất cả những góc quay mà em đang review cặp loa này để quý vị và các bạn thấy rằng cặp loa này nó rất là mới, rất là đẹp. Và đặc biệt là em khẳng định với quý vị và các bạn là cặp loa này nó còn nguyên bản 100%. Tất cả những góc cạnh góc của cặp loa này quý vị và các bạn cũng thấy trên màn hình nó còn nguyên vẹn, không có hiện tượng bị vỡ, không có hiện tượng bị sứt mẻ. Và đây là cặp loa bên phải, đây là hai cái giải tần để chúng ta điều chỉnh tiếng mid và tiếng check. Loa còn rất mới, những con vít của nó vẫn còn rất là vuông thành sắc cạnh và nó không có hiện tượng bị tuét, thì điều đó chứng tỏ là người ta cũng chưa đưa tô vít vào. Và đây là cái góc bên trái của cặp loa. Và đây là cái góc bên phải ở dưới đáy loa. Quý vị thấy tất cả những bo, góc cạnh góc của nó còn rất đẹp. Và đặc biệt là cái màu vân gỗ cũng tương đối là đẹp. Em đang cố gắng em xoay sở để quý vị và các bạn thấy được tất cả những góc cạnh góc của cặp loa này. Em cố gắng em review thật chậm rãi để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cặp loa này thì là họ sơn ở ngoài bằng một lớp sơn PMU rất là đẹp. Và cái lớp sơn này thì cặp loa này nó có một chỗ bị tróc ở cái loa bên trái, thì một xíu nữa em sẽ review để quý vị và các bạn thấy được. Và ở góc quay này thì em sẽ quay cái đằng sau của cặp loa. Thì thông qua góc quay này thì quý vị và các bạn cũng có thấy là những góc cạnh góc của cặp loa rất là đẹp và nó không có hiện tượng bị ngấm hơi nước. Đặc biệt là nó không có hiện tượng bị ngấm nước và tất cả những bo góc của nó vẫn còn rất là kín kẽ. Và những con ốc quý vị và các bạn cũng thấy được là nó không có hiện tượng bị han, không có hiện tượng bị oxy hóa theo thời gian. Thì điều đó chứng tỏ là gia chủ người ta bảo quản cặp loa này cũng rất là kỹ càng. Và đây là cái số seri của cặp loa. Và nó có số seri là 04658. Và ở trên thì người ta vẫn giữ được cái giấy catalog theo loa. Đây là cái loa bên phải ạ. Và công suất của nó là 100W và trở kháng của nó là 6,3 ohm. Hàng Made in Jabang Pioneer CS616. Đây là cặp loa mà khi quý vị và các bạn nghe tiếng bass thì rất là chắc. Bởi vì cái dòng loa 616 này, tiếng bass của nó em khẳng định với quý vị và các bạn nó còn chắc hơn cả thằng S180A nữa. Và cặp loa này thì các bác cũng rất dễ dàng ghép âm ly. Các bác chỉ cần đưa một con âm ly Đà Lông PMA 2000 vào thôi thì nó đánh cặp loa này cũng rất là đã tai.
Đặc biệt là quý vị và các bạn, nếu như có phòng nghe mà kê trong cái phòng nghe, quý vị và các bạn nghe tiếng bass của nó, nghe mới chắc và nghe nó đã. Đây là cái hồi bên trái của cặp loa. Quý vị và các bạn cũng thấy được là các tuyến loa cũng tương đối là đẹp. Cặp loa này thì rất là đẹp và em rất vinh dự được giới thiệu đến toàn thể quý khán giả trên kênh. Quý anh chị và các bạn đang theo dõi video, xin vui lòng nhấn cho em một lượt like. Em xin chân thành cảm ơn. Nếu như quý anh chị và các bạn có thể đăng ký kênh của em, sau đó bấm chuông thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và đây là cái loa bên trái ạ. Và ở góc quay này thì quý vị và các bạn cũng thấy được là cái loa bên trái, cái e-căng của nó cũng rất là đẹp. Và cặp loa này thì nó sử dụng một cấu hình là ba đường tiếng, một bát và một chung và một tép. Và tép giấy và chung giấy. Và bát của nó thì nó sử dụng một bát có kích thước là 31 lòng ngoài và với kết cấu là vân vải xếp. Quý vị thấy vân vải xếp, đặc biệt là quý vị và các bạn chơi về audio mà quý vị và các bạn chơi những dòng loa mà vân vải xếp thì bao giờ tiếng bát của nó cực kỳ là chắc và rất là sâu. Và đó là ưu điểm của những dòng bát vân vải xếp nó đem lại. Và thông thường khi mà em đã kiểm âm và em đã test setup âm thanh thì em rất là thích setup những cặp loa mà nó có vân vải xếp như cặp loa Pioneer CS616 này. Và thông thường những cặp loa mà có vân vải xếp thì tiếng bass của nó sâu và uy lực. Và khi mà setup những cặp loa như vậy thì rất là dễ dàng. Và đặc biệt là quý vị và các bạn cũng rất là dễ dàng ghép âm ly. Quý vị và các bạn chỉ cần đưa một con âm ly không cần quá lớn về công suất thì quý vị và các bạn cũng nghe được cái giải bát của nó cực kỳ là đầy đủ và nó đầy đặn. Và quý vị và các bạn nghe cái giải bát nó đầy đặn thì đôi khi chúng ta chơi âm nhạc thì cảm giác là nó không bị thiếu thiếu cái gì đó và nó bao giờ cũng đầy đủ hơn. Và đây là mặt sau của cặp loa. Thì quý vị và các bạn ở góc quay này, quý vị và các bạn cũng thấy được là cặp loa ở đằng sau của nó vẫn còn rất là đẹp. Hàng made in Japan và công suất của nó là 100W và tổng công suất của cặp loa này là 200W. Và tất cả các tuyến loa cũng còn rất là đẹp. Và ở cái góc cạnh góc của nó thì quý vị và các bạn cũng thấy rồi. Và nó không có hiện tượng bị lứt và không có hiện tượng bị há quý vị nhé. Tất cả các bo góc của nó vẫn rất còn kín kẽ. Thì cặp loa này em xin nhắc lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 16 triệu là đi đường bay quý vị nhé. Mức giá 16 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 16 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải mất bất kỳ một khoản chi phí nào. Và đây là cái sản phẩm thứ hai trong video ngày hôm nay mà em đang review và giới thiệu đến toàn thể quý khán giả trên kênh. Và trước khi đi vào phần cái sản phẩm thứ hai thì quý vị và các bạn xin vui lòng dừng lại một chút và nhấn cho em một lượt like. Nếu như quý anh chị và các bạn chưa đăng ký, xin vui lòng hãy cho em một lượt đăng ký. Sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và đây là cái dây nguồn của cái âm ly đà lông PMA2035 mã. Cái dây nguồn màu đồng như thế này thì điều đó chứng tỏ là cái dây nguồn xịn quý vị nhé. Hai cái rắc cắm của nó là màu đồng vàng như vậy. Thì đây là cái dây nguồn theo máy. Dây nguồn zin thì bao giờ nó cũng có màu đồng quý vị nhé. Và nếu như dây đồng fake là hai cái đầu cắm này của nó là màu trắng thì quý vị và các bạn nên cân nhắc trước khi mua các sản phẩm cho mình. Và cái âm ly đà lông này thì em rất vinh dự được giới thiệu đến toàn thể quý khán giả trên kênh. Và cái âm ly này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 17.500.000 là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Và với mức giá là 16 triệu là em sẽ đóng đường biển về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn. Và đây là mặt sau của âm ly. Thì cái âm ly này nó có hai đường chơi riêng biệt. Nếu như chúng ta chơi ở cầu A thì trở kháng của nó là từ 4 đến 16 ohm. Và chúng ta có thể chơi độc lập hai cầu riêng biệt. Hoặc là chúng ta có thể chơi hai cầu một lúc thì trở kháng của nó là từ 8 đến 16 ohm. Và nó có chế độ chơi BY, trở kháng là từ 4 đến 16 ohm. Và công suất tiêu thụ của nó là 275W, điện 100V. Và đây là đường kết nối của âm ly. Thì quý vị và các bạn cũng có thấy được là những đường kết nối thông thường là follow, CD, tuner và AUX 1, AUX 2. Và ngoài ra, nó có đường kết nối để chúng ta chơi súp nữa quý vị nhé.
Nếu như chúng ta chơi sút bên ngoài thì chúng ta sẽ kết nối vào cái đường pair out đấy ạ. Hoặc là chúng ta có thể biến cái âm ni này thành cái đẩy thì cũng được. Đó là chúng ta có một cái rè bên ngoài thì chúng ta sẽ biến cái âm ni này thành cái đẩy. Và đây là cái góc bên phải, cái hồi bên phải của âm ni thì nó bám một số những vết sơn thì em cũng chưa vệ sinh kỹ càng được. Và cái âm ni này thì đặc biệt là cái mặt tiền của nó là em sẽ bao cho quý vị và các bạn là nó không có hiện tượng bị xước quý vị nhé. Đặc biệt là không có một vết chân chim luôn. Thì cái âm ni này, cái mặt tiền rất là đẹp. Và em xin thông báo lại là với mức giá 17.500.000 là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý anh chị và các bạn luôn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, vì thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Và trong quá trình em review và bình luận còn chỗ nào chưa được rõ ràng, em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn chấm trước. Một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khán giả đã luôn dành một chút thời gian rất là quý giá để theo dõi các video ngắn của em. Em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn ngày mai có buổi đi làm thật là nhiều niềm vui. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.